Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng kính chào quý khách hàng. Dũng Audi ô tô của Hải Dương hotline 0855 966 966. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, số tự động, động cơ 1.4, tiêu thụ nhiên liệu hơn 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Chiếc xe này là số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011 từ Hàn Quốc. Đây là xe có màu trắng sứ rất là đẹp, keo chỉ zin toàn xe, không một lỗi nhỏ, máy số zin. Tí nữa thì quý vị với cả Dũng Audi sẽ trực tiếp cùng nhau kiểm tra qua video chiếc xe này. Còn mình cũng giới thiệu qua, nó là một chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, số tự động, động cơ 1.4, xe không một lỗi nhỏ, keo chỉ zin toàn xe, máy số zin. Đây là cái thân vỏ của chiếc xe. Bây giờ mình sẽ đi vào tổng thể cả thân vỏ và cả nội thất của chiếc xe. Đây, mình sẽ mở cửa như thế này và cùng quay cho quý vị xem. Xe ở đây thì nó hơi đỗ hơi nghiêng cho nên là cái cánh cửa nó sẽ có xu hướng là đóng vào. Không sao cả. Đây là thân vỏ và nội thất của chiếc xe như thế này. Chiếc xe này là sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, số tự động, động cơ 1.4 thôi, tiêu thụ rất là ít nhiên liệu, nó chỉ khoảng độ tầm 1.4 thì nó hơn 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp thôi. Vâng ạ. Thì bây giờ mình xin quay chi tiết về, thứ nhất là cấu tạo bên ngoài. Xe được trang bị 4 la răng đúc và phanh ABS, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Xinh nhan trên gương. Đây, còn đây là đầu cái chiếc xe. Thì quý vị thấy Accent là cái kiểu dáng nó rất là đẹp, nó trẻ trung, trang nhã. Accent là một trong những dòng xe rất là đẹp, từ đèn hậu đến đèn pha, rồi là cốp cũng như là mặt ca lăng đều rất đẹp. Bây giờ đấy là về cái nội thất của chiếc xe. Thì ngoại thất thì mình xin giới thiệu, đó là 4 la răng đúc và phanh ABS, xi nhan trên gương. Đấy, còn về nội thất của chiếc xe, nó được cấu tạo gồm những gì? Chiếc xe này trang bị nội thất gồm những gì? Thì quý vị hãy cùng Dũng Audi kiểm tra đây. Thứ nhất, xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện. Gương kính chỉnh điện, vô lăng thích hợp bàn phím. Vô lăng chiếc xe này còn khá đẹp quý vị nhé. 2011 mà vô lăng rất đẹp, cần số cũng còn khá đẹp đấy ạ, cần số xịn đấy ạ. Cần số còn nguyên bản, chưa thèm bọc da nhé. Cần số rất đẹp. Rồi vô lăng tích hợp bàn phím, điều hòa. Rồi nào, được trang bị cả một cái màn hình. Xe được trang bị cả một cái màn hình Android nữa. Cái màn hình Android này thì sao? Nó được kết nối với cả, nó được kết đây ạ, màn hình Android đây ạ. Nó được kết nối với cả mạng Wi-Fi cũng như là 4G. Rồi là dẫn đường vệ tinh. Đấy, rất là tiện lợi, quý vị có thể tải, khi mà có wifi quý vị có thể tải phim ảnh vào trong cái này. Sau đó thì khi hành trình quý vị bật lên, không cần phải dùng đĩa, không phải gì cả, kết nối bluetooth đấy. Đây quý vị, nó như một chiếc điện thoại thông minh thôi. Quý vị có nhìn nó như một chiếc điện thoại Android thông minh. Đây là các cái ứng dụng của nó. Đây, dẫn đường này. Rồi là đây, đây là như kiểu là đây, Google này. Rồi các thứ nữa, rất nhiều tính năng hiện đại ở trên chiếc xe này. Quý vị có thể nhìn đến đây, đấy. Đấy, vì nhạc ở tất cả đây. Thì đây túi khí đây, túi khí, một chiếc túi khí bên phụ, một túi khí bên lái, trên vô lăng. Đấy là cái nội thất, trên nội thất chiếc xe này quý vị có thể nhìn thấy đây là táp lô rất đẹp quý vị nhé. Táp lô quý vị nhìn là táp lô rất đẹp luôn. Rồi ghế da thì chiếc xe này ghế da thì ghế da nguyên bản. Ghế da nguyên bản nhé quý vị nhé. Ghế da nguyên bản đây ạ. Mặt ghế da này còn nguyên bản. Cái mặt ghế của ghế lái thì nó hơi sờn một chút. Đây gạt mặt ghế lái hơi sờn một chút. Chưa, mặc dù chưa rách nhưng nó có hơi sờn một chút. Đấy. Mình cũng quay luôn cái chỗ xấu cho quý vị nhìn thấy. Đây. Còn đây là cái ghế phía sau của nó cũng còn rất đẹp, khá đẹp quý vị nhé.
của chiếc xe đây. Này. Táp lô táp ly đẹp. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra về kỹ thuật. Đấy là trang thiết bị rồi, bây giờ kiểm tra về mặt kỹ thuật của chiếc xe. Thì về kiểm tra về mặt kỹ thuật của chiếc xe thì kiểm tra những gì? Thứ nhất là chiếc xe này ốc ác còn nguyên zin quý vị nhé. Đây quý vị có thể nhìn thấy ốc ác còn nguyên zin hết ạ. Ốc còn nguyên zin. Thứ hai nữa là keo chỉ. Đây là chỉ cánh lái. Đây ạ. Chỉ cánh lái đây quý vị. À đây là chỉ cánh bên phụ ạ. Chỉ cánh bên phụ còn nguyên nhé quý vị nhé. Không mất một tí một phân keo chỉ nào luôn. Không mất một phân keo chỉ nào. Đây chỉ cánh lái. Đây là chỉ cánh sau bên lái. Thì đây cánh sau bên lái quý vị có thể nhìn thấy ốc còn nguyên đấy. Ốc còn nguyên chưa mở nhé. Chưa mở cánh nhé. Rồi là đây chỉ cánh sau bên lái đây ạ. Chỉ cánh sau, đây là chỉ cánh sau bên lái đây. Cũng còn nguyên, không mất một phân chỉ nào. Cũng còn nguyên hết, không mất một phân chỉ nào. Ốc còn nguyên. Đây. Bây giờ ta đi đến phần. Đây là cánh sau bên lái đây. Đây là cánh sau bên lái đây. Đây chỉ đây, chỉ còn nguyên hết. Không mất một phân chỉ nào quý vị nhé. Không mất một phân chỉ nào luôn ạ. Đây là chỉ cánh lái. Chỉ cánh lái cũng còn nguyên quý vị nhé. Đây. Rồi, chỉ cánh lái còn nguyên. Bây giờ mình sẽ đi đến phần cốp. Chiếc xe này là vừa về đến nhà quý vị nhé. Vừa về đến nhà xong. Thì Dung Audi luôn luôn cập nhật tất cả những chiếc xe vừa mới về tại Dung Audi ô tô Cố Hải Dương cho quý vị xem, để quý vị nắm được thông tin. Thì đây, thì về phần đinh tán, quý vị có thể nhìn thấy đinh tán. Đây, về phần đinh tán còn nguyên hết. Về phần đinh tán còn nguyên. Đinh tán bên này cũng còn nguyên hết ạ. Đấy là về phần đinh tán. Rồi là phần chỉ của cabo. À, chỉ của cốp đít quý vị nhìn đây này, không mất một phân chỉ nào luôn. Chỉ còn nguyên zin hết, không mất một phân chỉ nào quý vị nhé. Xe zin 100%. Đây. Ốc ác còn nguyên, chỉ còn nguyên. Đấy, về phần cốp thì đây, mình sẽ mở cái cốp này lên. Đây lốp dự phòng với cả kích đồ đây. Kích chiếc ở trong này. Xe đã được dán chống ồn 3M rồi. Đấy, xe là keo chỉ zin. Này các bạn nhìn thấy cái tai ốc đây còn nguyên rất là đẹp. Thì bây giờ xong phần bốn cánh và cốp đít, bây giờ chúng ta sẽ cùng với cả Dung Audi kiểm tra về cái mặt cabo cũng như là khoang máy của chiếc xe này như thế nào. Dung Audi chưa ấy đâu, bây giờ mới là kiểu ấy đấy, bây giờ mới là quay đầu tiên cho quý vị xe vừa về đến nhà. Xe rất đẹp luôn, xe được nhập khẩu nguyên chiếc ạ. ASEAN thì nó có hai dòng ạ. Một dòng nhập khẩu và một dòng sản xuất tại Việt Nam. Dòng nhập khẩu thì nó đắt hơn dòng Việt Nam rất là nhiều, mà nó là bản đủ. Còn nó có nhiều dòng lắm. ASEAN này nó có nhiều dòng lắm. Nhiều phân khúc lắm. Phân khúc hạng đủ, hạng thiếu, rồi nhập khẩu, rồi Việt Nam, rồi là sản xuất, rồi cũng bản đủ nhưng mà cũng là số sàn, nhưng mà có số sàn Việt Nam, số sàn nhập khẩu, bản đủ, bản thiếu, số tự động cũng thế. Đấy. Thì đây là một chiếc xe nhập khẩu số tự động bản đủ, sản xuất năm 2011 và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011. Đây là quý vị có nhìn thấy đây ạ. Đây là cái sống của bên má còn nguyên ạ. Cái ốc ác bên trong này mặc dù rất bẩn nhá. Đây là thời vết bụi của thời gian nó cũng đã bẩn nhưng mà còn nguyên ạ. Đây ốc của cabo cũng còn nguyên chưa mở quý vị nhé. Ốc cabo cũng còn nguyên chưa mở. Đấy, cả hai bên tai đây, hai bên tai mình quay hai bên tai trước và ốc cabo trước. Đây hai bên tai còn nguyên. Nguyên ốc, còn nguyên vết bụi thời gian đây, ốc chưa mở. Cabo ốc cũng chưa mở luôn. Đây, còn nguyên. Chỉ cabo còn nguyên quý vị nhé. Quý vị có thể nhìn thấy chỉ cabo còn nguyên si luôn. Không mất một phân keo chỉ nào. Từ 2011 đến giờ chủ xe đi rất giữ gìn. Không va quẹt bất cứ thứ gì. Không va quẹt bất cứ một cái va chạm nhỏ nào để mà dẫn đến mất keo chỉ. Chỉ còn nguyên 100%. Đấy, thì còn về đây. Đây là phần bên đây. Các vị có nhìn thấy đây ạ. Sống đây vẫn còn nguyên, không móp méo vẹo vọ gì cả. Đây, đinh tán của ụ giảm sóc còn nguyên. Đấy, bên này cũng vậy, đinh tán ụ giảm sóc tất cả còn nguyên hết. Sống này còn nguyên hết, không có cái sống này mà đã bị va chạm vào cái phần này quý vị nhé, thì cái sống này nó sẽ bị móp méo, và đã bị móp méo rồi thì không tài nào mà làm cho nó phẳng phiu như này được. Kiểu gì nó cũng còn vết. Đấy là như vậy. Thế còn đây, đây là ốc máy, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Máy còn nguyên ốc. Máy còn nguyên ốc ạ. Ốc máy còn nguyên, chưa mở cái ốc này. Máy cam kết là máy zin chưa ra quý vị nhé. Cam kết là máy zin chưa ra máy. Đấy.
máy móc khô ráo sạch sẽ, cực kỳ khô ráo và sạch sẽ luôn, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Máy móc khô ráo sạch sẽ, máy chưa ra, máy zin luôn. Đây là tổng thể con máy đây. Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011, động cơ 1.4 AT. Xe keo chỉ zin, máy số zin. Bây giờ quý vị hãy cùng Dũng Audi chạy thử chiếc xe này xem nó như thế nào. Đây, rất mỏng quý vị nhé. Mỏng tang luôn. Quý vị gõ này nếu như mà nó nhiều, nó có matic nhiều thì nó sẽ tiếng cộp cộp, nó không có tiếng bong bong như này. Đây là tiếng bong bong, thế là rất là mỏng. Không có matic. Mỏng thì là mỏng tôn, không có matic thì nó sẽ nghe tiếng bong bong như thế. Bây giờ quý vị hãy cùng Dũng Audi kiểm tra chạy thử chiếc xe này. Dạ vâng ạ. Thì đầu tiên mình sẽ khởi động máy. Cái xe này có màn hình Android rất là tiện. Ok. Xe này sản xuất năm 2011 và hiện nay đồng hồ DOD là hiển thị hơn 10 vạn. Tức là bây giờ 9 năm rồi, mỗi năm họ đi hơn 1 vạn, chủ xe trước đi mỗi năm hơn 1 vạn. Chiếc xe này bây giờ là hiển thị là 13 vạn. 13 vạn cho tròn 9 năm. 9 năm thì mỗi năm chủ xe đi khoảng độ tầm khoảng 4 chia cho 9 thì mỗi năm chạy khoảng độ vạn rưỡi. Chưa đến vạn rưỡi, như thế là quá là ok rồi. Cũng thuộc dạng chạy trung bình, cũng không nhiều mà không ít. Bản chất là xe này là xe gia đình, không taxi dịch vụ cho gì. Thì đi như thế đồng hồ đấy là đồng hồ xịn, không tua tiếc gì cả quý vị nhé, không tua. Cho nên là mình khẳng định luôn là đồng hồ xịn không tua, so với chất xe như thế là đúng. Chứ còn nếu như đồng hồ ít mà chất xe mà nó không ra gì thì cũng không tin được. Mình nói thẳng là cái đồng hồ không quan trọng, chỉ là cái chất xe. Quan trọng xe có đâm xô tai nạn, có ngập nước không. Cái xe thì không đâm xô tai nạn, không ngập nước. Đấy, thế còn máy nổ rất êm. Bốc nha quý vị nhé, máy rất bốc. Vào số là bon thôi, gầm bệ rất là chắc chắn. Đường này đường bê tông quý vị ạ. Đây là đường bê tông. Đây là đang là đường bê tông nhé. Mà chạy rất là ổn định luôn. Không, chỉ có tiếng lốp thôi. Đấy, động cơ eco. Động cơ là máy eco cho nên là đi rất tiết kiệm nhiên liệu. Máy của nó máy eco rồi, đi tiết kiệm nhiên liệu lắm. Chỉ còn có 6 lít, hơn 6 lít một tí thôi. Gầm bệ là như được chạy đường bê tông, ổ gà, ổ voi như thế là khá là ok rồi. Alo ạ. Dạ vâng, em Dũng đây anh ơi. Xe gì nhỉ anh nhỉ? Xe gì nhỉ? Mua xe gì nhỉ? À rồi 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 rồi, em biết rồi, em đang rút hồ sơ anh ạ. Vâng. Vâng. Anh ơi em đang quay tí xe, tí nữa em điện lại cho nhá. Vâng, một chút nữa em điện lại cho. Vâng. Thì đây ạ, mình xin lỗi quý vị các bạn, mình có điện thoại một chút. Thì đây, xe rất là ok quý vị nhé. Đi rất là êm. Gầm bệ chắc chắn, máy bốc, số chuyển đầu. Đấy là cái mà mình kiểm tra về khi đi thử, là mình kiểm tra xem gầm bệ có chắc chắn không, ga có bốc hay không, máy có êm hay không và số có chuyển đều hay không. Đấy, số rất chuyển rất đều luôn. Gầm bệ rất chắc chắn. Bây giờ mình sẽ đi vào một cung đường là toàn ổ voi thôi, chứ không phải ổ gà nữa, mà ổ trâu gì nữa, mà nó là ổ voi. Đường rất xấu luôn. Đây, quý vị nghe nhé. Đấy, chỉ có tiếng lốp thôi. Đấy, đường rất xấu, chỉ có tiếng lốp thôi quý vị nhé. Thì quý vị muốn có nhu cầu mua xe, bán xe, trao đổi xe, quý vị liên hệ trực tiếp với Dũng Audi. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp Dũng Audi qua số hotline 0855 966 966. Số hotline của Dũng Audi là 0855 966 966. Quý vị có nhu cầu mua xe, bán xe, trao đổi xe, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số hotline trên.
để tránh cái trường hợp là qua trung gian rồi cò kéo nọ kia thì mất oan tiền của quý khách, cũng như là ảnh hưởng đến uy tín, cũng như là cái chất lượng xe quý vị, rồi giá thành quý vị mua vào, cũng như là ảnh hưởng đến cái uy tín của Dung Audi, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp một số điện thoại hotline duy nhất 0855 966 966. Quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy vui lòng đăng ký kênh, bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để nó hiện lên hai quả cái dâu ở trên đầu. Thì như vậy mỗi lần mình quay video trực tiếp báo giá toàn bãi xe, cả cái bãi xe như vậy gần 100 chiếc xe, hay là mỗi lần mình up video clip mới về một chiếc xe mới về, thì quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nhận được thông báo. Thì quý vị sẽ là người đầu tiên, nếu như đúng nhu cầu của quý vị thì quý vị sẽ tránh được cái trường hợp là xe đã bán rồi mà quý vị lại xem lại cái video đấy, thì nó cũng quý vị hỏi đến thì xe bán mất rồi, thì cũng đúng cái mình thích để bán mất rồi, thì cũng là một cái điều rất là đáng tiếc. Thì đấy, ngoài là đăng ký kênh, bấm vào nút đỏ đăng ký kênh, sau khi bấm nút đỏ nó bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình up video hay là mỗi mình lần mình livestream trực tiếp, thì quý vị có thể trực tiếp liên hệ với Dung Audi qua số hotline, số điện thoại hotline của Dung Audi là 0855 966 966. Trước khi về xem xe quý vị hãy alo cho mình, trước khi về xem xe quý vị hãy alo cho mình để nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất, cũng như là trao đổi, cũng như là giải đáp mọi cái thắc mắc của quý vị về từ thủ tục trả góp cho đến là thủ tục mua bán xe, hay là giá cả hay nọ kia, tất cả những cái gì mà quý vị cần giải đáp thì hãy alo trực tiếp cho Dung Audi. Cũng là trước khi quý vị ở nhà đi thì quý vị cũng alo cho Dung Audi để tránh cái trường hợp sao, tránh trường hợp là xe bán mất rồi mà quý vị ở nhà đi đến lại không mua được xe nữa. Đấy ạ, thì quý vị hãy alo trước cho mình là Dung ơi xe đấy còn hay không, thì xe còn thì mình sẽ bảo còn, và xe không còn mình sẽ bảo không còn, hoặc là xe đấy bán rồi nhưng có xe khác mới về mình chưa kịp đăng, mình bảo có, hoặc là có xe ngày mai về, có một chiếc xe ngày mai về như thế, tương tự như thế, hay là đẹp hơn như thế hay như thế nào, thì mình sẽ thông báo cho quý vị luôn để quý vị nắm được. Đấy là một cái mà mình xin lưu ý quý vị. Quý vị hãy alo trực tiếp cho Dung Audi ạ. Vâng, một lần nữa Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng. Xin trân trọng tri ân những quý khách hàng đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Xin một lần nữa kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.